ជាបណ្ណារ៉ូបឺតគឺជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនរាជនីសម្រស់ដែលមានវត្តមានបងស្រីទាំងពីរនៅបងប្រុសដែលបានមិនជួយមកចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើកុងត្រាក៏ដូចជាទទួលនៅផលិតផលក៏ប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើកុងត្រាឬក៏ទទួលផលិតផលនោះខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនចង់សាកសួរទៅដល់បងស្រីដែលជាម្ចាស់ផ្នែកស្តុកមុនគេថាតើបងរកស៊ីជាមួយនឹងគ្រឿងសម្អាងនេះថាតើពីមុនមកបងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដែរទេនៅក្នុងការរកស៊ី ចាប់ពីមុនមកខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ក្នុងការរកស៊ីជាមួយនឹងគ្រឿងសម្អាងទេតែដោយសារតែខ្ញុំបានប្រាប់ដែរជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នេះខ្ញុំប្រាប់ដែរតែបានផលប៉ិតប៉ិតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានចូលជាតំណាងចែកចាយទៅចាប់តូចដំបូងខ្ញុំចូលជាតំណាងចែកចាយទៅចាប់តូចត្រឹមតែ 820 ទេប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំយកទៅលក់ទៅមានមកអូនរឿងគាត់គ្រប់គ្រងខ្លាំងអញ្ចឹងបានហើយមានខ្ញុំថ្ងៃនេះមកកាត់ដាច់ចាប់ស្រុក តែម្ដងណាម៉ងណាអូខេអរគុណណាបងចុះបងប្រុងវិញដែលក្នុងនាមជាស្វាមីហើយបានលើកទឹកចិត្តប្រពន្ធឲ្យមករកស៊ីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរាជនីសម្រស់ហើយប្រពន្ធអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍ដែរតើបងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រកស៊ីទេពីមុនមកបន្ទាប់មកគ្រឿងសម្អាងខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែខ្ញុំពីមុនខ្ញុំលក់ផលិតផលផ្សេងបាទប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំគឺផលិតផលនេះខ្ញុំឲ្យសាក់ឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំប្រើ
hai con cắt sọc pim rồng đấy tại mà đỏ và nó còn bóng vàng đấy cho bọn xây với nhà anh gì em biết bọn bị sao bọn bọn mát thế một lần khai để chuyện làm năng stock thông đấy bạn ngày trà nhóm loạt miền vọt ruộng hoa luôn mới có lạc nạn ha cho chi làm nắng chạy chạy kia và có vận tải rồi phòng năng việc sau miền cồn phiếp về chờ miền nhà phở tớ quạt hà phở được phòng đi phở tớ ập phòng nhà lá phở tớ cứ ai làm môn thành trong tớ nhưng có sản lại chất hạt à hay nhưng có đầu được phòng mà phở được phòng đi cứ miền sự phiếp nhưng có cắt tập thôn thành bà nó có nè sản phẩm chấm lại đó là ó chung tớ đã bong bong như hay bong ai gì bật to thì bán được tha cả ta để thôi bong khai từ chia đồng nàng chạy chạy đọc chốt ở lần này mau bị vọt luôn khai từ chia đồng nàng phải sập nít bong mưa khơi nhỏ cắt đôi chụp pho chụp nành mạnh đá bỏ cô ta dùng mưa khơi tới lật pho này cứ gần lần này qua cục bông đẹp tốt lắm bà chẳng nên nhau mưa khơi nhỏ cắt lập bơi chẳng tới tìm xa lo mà nè xa lo bà hay bong pro wing bóng là bất chi bỏ lọ mén mà mình thà dương mình một lần bỏ hói tay lực chất bỏ bốn nó chơi rồi xì tiền hay cho mấy bóng là phải nhau xa chung từ đó bỏ rò để còn mình bỏ bốn thì sẽ trai mình tiền hành chẳng hết chọn ở đôi bóng á mình thà bóng rồi chụp nổ rồi xa bàn hài tay bỏ bốn bóng đôi thì con chơi thì tay nó rò xì bàn mà chắc đấy tay bóng mình xa rất nhau chung từ đó bóng bỏ rò để cho mấy bỏ bốn mình ai cái định bỏ cơ để tổng chụp bốn sẽ tập cái cửa xa này bọn mình chọn nhau xa rồi học rõ hấp thì bỏ bốn lên tay hai vẫn trong bậc ca một buổi bò tham gia kiện đặt tiếp dừng ba một căn gì cần chọc làm muối đấy làm muối đây là o hoặc phù vữa đặt pha đi vì ai rồi chừng đầu bàn tiền tuột rồi ngày bàn gì đặt pha dính luôn chanh rồi ngày bà ở côn nè bọn pro sản phẩm cả nhà xa cho pon với pon ai mưa khơi nhỏ cả dằng mấy đấy cho pon đi chuyển đi sản phẩm đại hiên cắt và đánh và stock thôi nè đời xa mưa tới miền rừng phong hay việt nam là ca tầng một trong tới nhưng có chuyện các chặt vô stock thùng tại bà ở côn trần trong sập rạp đồng hồ để trong khoai để chứa đầm nang chạy chạy cầm hôn originally sầm rót cầm hôn miền bẩm bay cảnh chọc sầm rạp bay đồng hồ chơi rất vô miền cảnh chọc sam sập bẩm buồn là lá cảnh chọc mà rói một hay là lá cảnh chọc prám mà rói là lá cảnh chọc bẩm buồn rói ha sập là lá cảnh chọc mà đại sọc tu tiên và tê cam phải chứa pi pon bẩm mùi rói là lá cần chọn bắt đáy khai bay bòn của buôn rơ đờ lá nên cần chọn bắt đáy stock VIP buôn bòn đờ lá cần tại vì sẽ như mình cần chọn bắt đáy stock tiền đọc mũi nên khai cần đá cứ vào mũi bòn pram rơ đờ lá rõ cần chọn chắc đi bắt đáy stock lang lớn bằng bộ đồ tù bàn pho chậm nánh và mũi giang thông thống thì mũi bằng bộ chậm nánh bị cả lũ riêng lên mũi rói kìa rồi thì bằng bộ đồ tù bàn sức nên không có cả trúc rộng stock
ដែលពោលទូចធំ0.5កាក់ក្នុងមួយជុំទី3បងប្អូនទទួលបានសិទ្ធនៅក្នុងការណែនាំផ្ទាល់មួយដុល្លារក្នុងមួយជុំទី4ក្រុមហ៊ុននឹងមានការចុះធ្វើទីផ្សារជូនបងប្អូននិងកាន់ភេកាជីវកម្មរយៈពេល២មួយឆ្នាំទី5ក្រុមហ៊ុនមានលិខិតច្បាប់មួយសេតនិងកុងត្រាលក់មិនចេញទិញចូលវិញតម្លៃដើមមិនឲ្យបងប្អូនខូចខាតសម្បីតែមួយដុល្លារ ទី6ក្រុមហ៊ុនមានប្រព័ន្ធស៊ីស្ទឹមបីចំនួនងាយស្រួលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមលក់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់បងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ឬចង់ខ្លះដែលជាតំណាងចែកចាយនៅក្នុងចំណាមួយនោះបងប្អូនអាចឆាតចូលពេកឬក៏តំណាក់តំណងនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើនៅពេលនេះខ្ញុំបាទរ៉ូបឺតដែលជាអគ្គនាយករមហ៊ុនរាជនីសម្រាប់រួមជាមួយនឹងបងស្រីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា